Em chào các bác lại, em đâm đây lại tiếp tục quay máy rửa bát đấy, phục vụ các bác. Thì em quay qua về cửa hàng em trước, cửa anh em là cửa hàng Thanh Lâm Japan Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên số 0377996066, số dưới là 0975360453 để các bác tiện Zalo hoặc là cần hình ảnh chi tiết em các bác cứ gọi số trên nhé. Đấy. Em quay luôn vào máy cho các bác. Đây là một dòng máy TM. Dòng TM này thì rất được nhiều các bác nhà chung cư hoặc là nhà mới xây theo kiến trúc sư đời mới của Việt Nam mình, người Việt Nam mình lùn. Cho nên là con này thì nhà bác nào mà dùng mặt bàn bếp mà trên có lóc trạn thì chiều cao của nó là 61 phân. Thế nên là con này nó mở hết tầm ra thì nó mở trước cửa mà lên là 60,5 phân là cũng vào được, vì con này cao nhất của nó là có 60 phân thôi. Đấy, chưa đến 60 phân. Cho nên là rất được các bác hợp lý, các bác thích dùng hơn. Và thứ hai là chuồng con này ở bên trong nó rộng hơn. Đấy, rộng hơn con TCH cao hơn. Và con này con TCH 1 thì con này sản xuất vào từ 2008 đến 2009. Đấy, nó năm sản xuất của nó là như vậy. Đấy, em quay qua vào bàn phím này rất là đẹp luôn. Đấy, toàn bộ em dịch hết bằng tiếng Việt cho các bác rồi. Đây mặt tiền đây. Đấy, dòng này thì rửa bát thì rửa được cho 80 người người ăn. Đấy, em quay qua đây. Máy cú thì có xước sát nhẹ. Đấy. Đấy, máy đem đếm bát đũa đây. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 13 chiếc bát, 14, 15, 16, 17 chiếc bát. Đây chỗ này vẫn rộng nhé. Đây em đút cho nó đẹp thôi. Còn các bác đút thoải mái, đút làm sao nó cứ đầy là được. Đấy, ở dưới đây, em quay luôn ở dưới đây. Dưới là 2 này, 1, 2 này, 3 này, 4 chiếc bát tô. Đây chỗ này vẫn còn rộng này. Đây còn đây 2, 4 này, 5 chiếc đĩa. Đây vẫn đang còn rộng nhé, đút thoải mái luôn. Đây em đút thì đút tượng trưng. Để các bác nhiều bác bảo ui xe máy bé đút được bao nhiêu người. Thì các bác yên tâm là đút được từ 8 đến 10 người thoải mái luôn. Đây còn rộng đầy chỗ này. Các bác đút cốc chén thoải mái luôn. Những cái máy rửa bát này nó là những cái món quà rất là ý nghĩa tặng cho những người vợ, là những người thương này, và những cái người cha mẹ báo hiếu, thì thật sự đây là món quà Tết quá là ý nghĩa luôn. Đấy. Đấy, rất là đẹp. Giá chiếc này thì rất là bình dân luôn. Chiếc này nó chỉ bán rơi vào tầm nhô 4 triệu một chút thôi. Đấy, 4 triệu bao nhiêu thì các bác cứ alo vào số này. Đấy, tùy vào độ nhiệt tình máu mua của các bác là sẽ mua được. Đấy, nhô 4 triệu một chút thôi. Còn máy rửa bát thì nhà em bảo hành 1 năm, hỗ trợ sửa chữa trọn đời, tức là hết thời gian bảo hành các bác cứ gửi về là nhà em hỗ trợ sửa chữa cho các bác miễn phí luôn, trừ những cái gì mà nó nặng nề quá. Nhưng mà máy rửa bát thì em bán từ trước đến giờ thì nó rất là bền, hầu như là chả có cái nào hỏng cả. Mà có hỏng thì bọn em hướng dẫn trên điện thoại các bác tự sửa được luôn, bởi vì dòng máy rửa bát này thực tế nó rất là bền, đồ Nhật nữa thì chất lượng của nó thì các bác không phải lo cả. Máy thì rửa bằng hơi nước ấm, thì khi nó đun là sẽ đun tạo xương, để tạo xương ấm. Đấy, để nó ủ ấm hết các cái bát trong này, bắt đầu nó rửa ba cái vòi bơm áp, một cái, hai cái trên nắp và một cái là ba, doang chỉ rách nét luôn. Đấy, em thì hầu như là em tuyển chọn những cái máy rửa bát hầu như phải đẹp 1910, còn thì nó cũng sẽ hao mòn theo thời gian, nhưng mà người Nhật người ta dùng rất là ít, người ta vứt ra bên ngoài môi trường luôn, cho nên là chất máy còn tương đối là đẹp và giá thành chiếc máy này cũng rất là bình dân. Đấy, bác nào mà đang trong phân khúc mà muốn mua máy rửa bát về nhà dùng hoặc là tặng quà người thương thì đây là món quà quá ý nghĩa luôn. Đấy, bác nào lấy thì cứ alo cho em. Giá là chỉ nhô 4 triệu một chút thôi. 4 triệu bao nhiêu thì tùy thuộc vào độ máu mua của các bác. Đấy, cứ alo là sẽ mua được của nhà em. Đấy, em xin phép kết thúc video ở đây. Chào các bác, hẹn các bác ở một video kế tiếp.